4 nhân viên y tế cắt mái tóc hơn 20 năm của cụ ông để đưa đi điều trị COVID-19. Trong quá trình điều trị cho bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2, thi thoảng các y bác sĩ sẽ gặp phải những tình huống hy hữu. Như mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc 4 nhân viên y tế đang cố gắng xử lý mái tóc đặc biệt của một cụ ông được cho là F0. Cụ thể xuất hiện trong đoạn clip là hình ảnh một cụ ông có mái tóc dài gần 1 mét, cột thành búi lớn trông khá nặng nề. Do cụ dương tính với SARS-CoV-2, cần phải đưa vào khu cách ly điều trị nên các bác sĩ không còn cách nào khác đành cắt bỏ mái tóc của nam bệnh nhân để tiện chăm sóc. Theo thông tin từ tài khoản NK, chủ nhân đoạn clip, người đàn ông này sống ở quận Thanh Đa, Hà Nội và đã nuôi mái tóc hơn 20 năm. Nuôi tóc trong thời gian lâu như vậy, cụ ông chắc hẳn sẽ rất luyến tiếc khi phải bỏ chúng đi. Bởi vậy, khi được nhân viên y tế cắt tóc, cụ ông tỏ ra khá miễn cưỡng, vẫy vùng một hồi khiến mọi người phải dùng sức giữ chân tay cố định. Sau đó, nhóm tình nguyện nhanh chóng tiến hành rồi hỗ trợ đưa cụ ông lên xe cứu thương và chuyển tới khu cách ly điều trị. Đoạn clip vừa được đăng tải nhưng đã thu hút gần 3 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Hầu hết ai cũng tỏ ra khá bất ngờ về mái tóc của cụ ông. Một số khác thì tranh cãi, cho rằng đây là tóc đanh, mang ý nghĩa khá đặc biệt đối với mỗi người. Dẫu vậy, nhiều dân mạng lại tán thành với cách xử lý của đội tình nguyện. Họ cho rằng với mái tóc dài, dày và nặng nề đó sẽ khiến việc chăm sóc điều trị bệnh cho ông gặp nhiều khó khăn. Dân mạng đã để lại nhiều bình luận, mọi người ơi, đành chấp nhận phải cắt tóc cho ông thôi. Dù mình thương và tiếc tóc của ông lắm nhưng bệnh tật, chăm người không xong lấy đầu chăm tóc, hy vọng sau này ông sẽ khỏe mạnh hơn. Các bạn thử nghĩ đi, chăm sóc bệnh nhân cái quan trọng nhất vẫn là sạch sẽ và linh động ứng phó mọi tình huống. Tề nghĩ mái tóc cắt đi sẽ giúp cụ nhẹ nhõm, y bác sĩ chăm sóc cũng tốt hơn, cụ sẽ nhanh khỏi lại thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mỗi ngày.